Trời ơi, hôm nay chùm mặt nhìn thấy ghê vậy trời. Ê, chùm mặt vậy như cái bùn dừa, như cái dừa khô vậy hiểu. Cường xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mấy anh em Cường đi gần Bắc Ông nha cả nhà. Lâu rồi không có đi Bắc Ông, nay đi lại cả nhà ơi. Sớm giờ Cường lội dữ lắm, lười lội mới gặp được Bắc Ông nha cả nhà. Tại vì anh em bắt cũng khá là nhiều quá, cho nên cũng hơi khó gặp ổ. Nay đi chung với Hiếu Chuột với lại anh em Cường đang làm gọi là anh Hiếu. Sáng giờ anh em làm cũng được hai ổ nha cả nhà, hai ổ nhỏ không rồi nhà này. Mặt yếu xìu à. Ừ, cái đó dạ dạch nha, cái lấy thẳng xuống luôn, cắt sắt sâu sâu một chút. Ổ ong này thì nó đông trên cây bằng nha nha, mặt khu này thì mặt bằng với lại dừa nước không cả nhà ơi, chứ nó không phải như trên cạn là bông trái cây nha cả nhà. Nằm lúc cây trên cái dừa nước nè. Hoa dừa nước kìa, mấy cái buồn nó trổ vàng vàng thấy không? Bông dừa nước với lại bông bần. Với lại cây ấy có bông không ta? Cây gì? Cây mắm có bông không anh Hiếu? Có mà nó ít, nó không có. Cái đợt mới có ha. Vậy mấy anh em mới gặp mẫu này là bự nha cả nhà. Cho nên là Cường lên cùng quay clip mời cả nhà cùng đồng hành với mấy anh em ngày hôm nay nha. Trời, cục đó cuộc được rồi, nó dục rồi trời. Chị phải leo đó. Leo lên khúc mới mọt gỏi. Quán gọi Hiếu ơi, bên kia ngõ Hiếu ơi. Ô Vinh. Trơn dữ trời. Leo không nổi vậy chứ. Ây da. Mệt. Mệt dữ trời. Không kịp luôn. Ngồi học quẹt này tới nữa nè. Mà thở không nổi luôn nha ơi. Lâu quá không leo, hình như mệt. Sắp xỉu luôn rồi. Mệt quá mệt Hiếu ơi. Em leo cái này chắc em đi ra về luôn á. Gì đâu mà nó phê. Cung tay chân chân. Cả nhà biết Cường thở rồi, cả nhà nghe cành cảnh luôn không? Hai chân vỏ cẳng Cường vỏ quéo đi luôn.
cũng hơi hiu hiu. Qua này nó mới bay ra nó quýnh cường. Cái bên kia cái nhỏ mà ông đã lắm. Nó hơi cao nha. Đây cái gì? Cái heo ông bển không? Nè. Đó ngổ. Đây còn còn ăn bát ngổ nữa. Ừ. Ông này hút nghe Hiếu ơi. Ủa ông này nó hung, anh em xích ra. Mấy sáng em nụi nụi trên đây nè. Cô quá nè. Nhánh này thấy meo quá vậy. Hả? Cái gì đây đem theo dây theo buộc rồi. Trời ơi, con mặt cá lít anh Hiếu ơi. Này chắc cắt lẹ lẹ xuống nha cả nhà, không dám quay luôn rồi. Mặt ngon. Này còn cắt lẻ lẻ luôn nha. Trời gọi nó cháy cháy rồi nhưng mà được ghê quá. Ổ này mới đóng khoảng 9 ngày 10 ngày cái nha. Bật nè cái nhà thấy nó cũng đỡ lắm ha, 3 xịn lít ha. Nhìn cũng ngon ghê cái nhà. Ôi ôi lửa. Em leo cái này xong em mặt mày em xanh như tàu tàu chứ non luôn rồi. Không có chọn ra review được nha, nhánh này cũng hơi hiu quá. Cường giờ cường mập hơn nữa, không dám ra nhánh. Không ra không dám nhích. Mặt bằng thì nó trắng tươi nha cả nhà. Màu sắc thì không có sặc sỡ như mấy ổ mà mặt mùa nắng đâu. Ba xì mặt. Ừ, vô trong đi, vô trong đi rồi lựa ra sao. Rồi nhánh này ghê quá. Vô tới đây là khỏe rồi nha. Ôm này nãy em mò gọi không kịp là quýnh em no luôn à. Quá mệt. Đi qua coi ổ bên kia coi ngon không, bắt ổ bên kia luôn. Ê cái nhà ơi, phấn hoa cũng ít nữa nha. Mặt trắng tươi quay cái nhà nhìn như mặt khô đó, nhưng mà thật sự là mặt không nha. Còn sẽ lụm mấy con này ra sao nha cả nhà, chứ không phải là bỏ vậy. Nè cái màu mặt nó nè.
nhánh nó hiu quá cho nên Cường cũng hơi ấn. Cái cây này không có nhánh nữa, cả chục mét nha. Từ gốc tới ngọn có cái nhánh nữa trời. Leo cây này không về bỏ cử luôn. Đâu trơn rồi. Ở đây là bắt ông nè, ông này luôn nè. Không phải ông đó. Ở đây nè. Để Cường coi ổ. Cường leo cây đó xuống xong rồi giờ nó muốn xỉu luôn rồi nha. Nãy thấy hiếu chuột mà lại không kịp là cầm đồ phụ gần Cường ngã ngay Cường xỉu luôn á, mệt á. Không hiểu tại sao luôn á, kiểu như lâu quá không có hoạt động về cái bộ môn leo cây làm như nó yếu lực lại cả nhà ơi. Hiếu thì đi heo là nay sách vỏ nha, tại vì bị Hiếu cũng đang bị bệnh trong mình đó là cái gì viêm nè, quay đây đây. Viêm đa khớp gì, quy quýt khớp gì đó. Đó, sưng tay gì dù nữa. Khùng con tay bự dữ ta. Con tay bự. Ờ, bình thường nè, cái này bự. Ông rồi đâu có đi bắt ong bắt gì rêu yêu leo được, ở nhà uống thuốc không à. Kêu lên em đi em chữa cho, không chịu cái một hết luôn, hết nguyên bàn luôn. Thì đúng, mấy anh em tới đây gặp ổ ong nghe nha, mà giờ còn ổ này ngon lắm, cho Quynh nó quay cả nhà ơi, còn leo hết nổi nha. Đây nha, trời ơi nó tối hui rồi cả nhà ơi, chỉ mưa tối hui không quay không có thấy được luôn, không thấy được rồi nha. Hiền vậy rồi cái cây thì cây đó đó. Thì cho anh em trai Cường nó leo lên nó review cho cả nhà xem nha. Từ nào giờ nó không có quay cho Cường, nào cho nó quay một lần. Cường nói chung là thật sự là rất là mệt thôi nha cả nhà. Cây thì cũng dễ leo à, nhưng mà mới mưa tạnh luôn cả nhà. Ôi ôi giò cắn xịn không rồi cái đó. Dễ gì. Ôi cắt kẹo cái gì đấy nè. Hai bà con gì á. Trời ơi mệt quá cả nhà. Cái khó. Giờ ông dễ không còn ổ nào nữa hết trơn trời. Ủa, nắm được cái nhánh mà nhánh khô nữa cả nhà. Chịu đỡ đỡ rồi. Thì nhánh khô cầm sát trong cây nên. Mồi gọi cả nhà. Quá trời mệt rồi. Nói chuyện cũng không ra hơi. Cái này cũng có anh em cắt rồi nha cả nhà. Cắt này cũng lâu lắm rồi. Thấy dấu có cục mặt, có đầu mặt cũng u. Okay, đó.
Để em mang đuốc cái em quay anh đại diện cho cả nhà xem. Chứ lên tới đây em cũng mệt lắm rồi cả nhà. Ủa ông bị anh em nào tới trước cắt có con lỗ tròn vo vậy nè, mật nè cả nhà, thấy lú mật ra luôn cả nhà ơi. Đó trời ơi quá ngon cả nhà ơi, hai cục mật luôn rồi. Không có một cục rồi cả nhà ơi. Cỡ cái lít á mà không biết có bị khô không nha. Vậy nha, con mặt lại nguyên dòng này nha cả nhà. Trời khó quá. Đầu ngoài cũng được miếng mặt nữa nha các bạn. Cũng được một ít là chứ không nhiều không. Cắt luôn cả nhà ơi. Thank you.
Hả? Cỡ đó á. Cỡ tầm chắc lít gì cả nhà ơi. Có mà ít à. Đầu ngoài chắc được xị mật. Ôi. Cục này tầm lít lít mấy nha nha. Này nó cũng giống như bơm tàn á chứ vô đầu mặt gì cả nhà. Quá bự. Chặt cứng cái vỏ luôn anh. Lớn nhiều cả nhà. Mưa lớn luôn. Trắng hết trơn. Nãy giờ phải em dưới đất là em chạy mất tiêu rồi cả nhà. Nóng. Dạ dạ. Mưa luôn. Ôi. Trời ơi. Hên là nó vừa leo lên tới không cắt xong mặt nó mưa cả nhà ơi. Hên là vừa lên tới luôn á. Tính thôi là leo nửa cây mà mưa cái này là thua luôn. Xuống tới như hút sống vậy nha. Quýnh hả? Được. Quýnh quá. Mưa. Rồi. Ừ. Rồi đuốc nó bay lửa vô nữa. Đây hút. Ồ nặng hiếu. Cầm ai cầm ai bị bịch bịch lại không thôi nên nó hơi mập không hơi bị nước vô à. Rồi ít chưa bỏ đi bỏ đi cũng êm nè để mập nó lít không ba sĩ à ba sĩ à để sáp hơi nặng mưa cái nhà ơi để giờ tầng còn tạm nữa nha thôi vừa vừa xuống tới luôn.